Ngày nhập trạch thì tôi chuẩn bị nghi thức như thế nào, hay là sử dụng cái văn khấn nào để thực hiện cái việc ngày nhập trạch này, thì Đức Trung cũng sẽ trao đổi đến các cô chú chị sâu hơn trong video này. Phong Thủy Tam Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến các cô chú chị chúng ta đang theo dõi kênh chia sẻ kiến thức của Phong Thủy Tam Nguyên. Và những video trước thì Đức Trung đã nói đến các cô chú chị những nguyên tắc quan trọng trong cái việc chúng ta lựa chọn ngày trạch cát, ở đây là ngày nhập trạch đúng không ạ? Vậy thì để tiếp nối cái video này cũng như là theo cái mong mỏi của các cô chú chị về cái việc ngày nhập trạch thì tôi chuẩn bị nghi thức như thế nào, hay là sử dụng cái văn khấn nào để thực hiện cái việc ngày nhập trạch này, thì Đức Trung cũng sẽ trao đổi đến các cô chú chị sâu hơn trong video này ha. Với cái việc mà chúng ta để làm nào lựa chọn những cái ngày trạch cát nó tốt nhất, thì các cô chú chị cũng có thể sử dụng một trong những ứng dụng rất hay của Phong Thủy Tam Nguyên, đó là ứng dụng Lịch Dụng Sự nhé. Đối với ứng dụng Lịch Dụng Sự thì đây là một trong những ứng dụng được trực tiếp thầy Tam Nguyên cũng như đội ngũ công nghệ thông tin của Phong Thủy Tam Nguyên lập trình cũng như đưa ra cái tất cả các phương án được an trên cái Lịch Dụng Sự này. Các cô chú chị có thể là vào kho ứng dụng của điện thoại dòng iPhone hoặc là Android để tải ứng dụng này về ha, và mở nó ra. Thì với ứng dụng Lịch Dụng Sự được nạp rất là chi tiết đầy đủ với can chi, lịch âm dương đúng không ạ, lịch pháp, lịch tiết chi, tiết khí, cũng như là kể cả về cái thời khóa của lục nhâm đại độn cũng được đưa lên trên này luôn. Thì đây là một trong những cái ứng dụng rất là tuyệt vời, có thể được coi là một trong những ứng dụng hàng đầu và số 1 để mà xem cái ngày đại sự. Thì các cô chú chị hãy ứng dụng cái Lịch Dụng Sự của Phong Thủy Tam Nguyên để có được cái phương án ngày giờ tốt nhất nhé, kết hợp với những cái kiến thức của Phong Thủy Chính Tông. Quay lại với video mà Đức Trung nói đến các cô chú chị về những cái nghi thức quan trọng trong ngày nhập trạch, thì chúng ta cần phải chú ý như sau. Rất nhiều các cô chú chị vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta lựa chọn một cái ngày nhập trạch là ngày lấy ngày để chúng ta lấy may mắn. Tuy nhiên rằng là chưa nói đến việc ngày đấy nó có tốt hay không nhé. Nhưng cái quan điểm liên quan đến lựa chọn ngày nhập trạch lấy ngày đã sai rồi. Bởi vì Đức Trung đã nói rằng là cái ngày nhập trạch là cái ngày quan trọng để chúng ta làm gì. Điều quan trọng nhất đó chúng ta cần phải an vị được cái khu vực thờ tự cũng như là bát nhang, thì mới quyết định được cái việc ngày nhập trạch đấy, để chúng ta còn mời thần linh rồi gia tiên rồi là bà cô mãnh về để an vị ngôi nhà chúng ta, để phúc phần hương hỏa từ đấy được sinh sôi đúng không ạ. Vậy cớ làm sao để chúng ta lại lựa chọn một cái ngày nhập trạch lấy ngày để làm gì đúng không ạ, để mà sau cái ngày đấy chúng ta lại đập phá rồi lại đục đẽo rồi lại sơn sửa rồi có khi là bừa bộn, nên thậm chí một số nhà lại còn kê tạm lên mấy hàng gạch xong đặt một cái tấm ván lên rồi đặt bát hương lên trên đấy xì sụp thắp hương, ai người ta làm thế đâu ạ. Do đó rằng là cái khái niệm về nhập trạch lấy ngày là một trong những khái niệm sai lầm. Rồi tiếp nữa rằng là các cô chú chị cũng cứ nghĩ rằng là cái ngày nhập trạch là lấy cái ngày đấy để chúng ta bắt đầu chuyển đồ, thì quay ra là lấy cái ngày đấy rồi bắt đầu hì hục rồi là chuyển giường rồi chuyển tủ, rồi thậm chí là nghe đâu dân gian bảo là phải chuyển chiếu rồi là chuyển chổi trước này các thứ vào. Đấy là trong những cái quan niệm xưa cũ rồi. Cái việc mà ngày nhập trạch quan trọng nhất là cái ngày chúng ta tiến hành vào ở luôn, và cái ngày đây là cái ngày mà chúng ta cần phải an vị được khu vực thờ tự cũng như bát nhang thần linh gia tiên nhà mình. Và trước đó thì dĩ nhiên là chúng ta không có ở đấy, không có ngủ lại đấy, cũng không có sinh hoạt vợ chồng tại đó, cũng như không có phóng uế tại cái ngôi nhà đó đúng không ạ. Bởi vậy cho nên ngay từ ban đầu chúng ta thi công công trình thì cũng chú ý rằng là không cho thợ làm bất cứ những cái việc đấy tại cái ngôi nhà chúng ta nhé, để giữ được cái ngôi nhà chúng ta trở nên sạch khí nhất, và để ngày nhập trạch là tất cả ngày đấy là ngày để bắt đầu chúng ta sử dụng cái công năng ngôi nhà đó, đồng ý không ạ. Vậy thì cái ngày nhập trạch là cái ngày quan trọng, chúng ta như Đức Trung nói là ngày chúng ta cần an vị để bắt nhang thần linh gia tiên nhà mình và thực hiện những cái nghi lễ. Vậy thì thực hiện những cái nghi lễ đấy và văn khấn nghi lễ đấy như thế nào, cách thức bốc bát hương như thế nào, thì cũng đã có những video clip mà Phong Thủy Tam Nguyên và thầy Tam Nguyên cũng như Đức Trung hướng dẫn các cô chú chị rồi. Và các cô chú chị cũng có thể tham khảo những cái nghi thức nghi lễ này, chuẩn bị vàng mã ra làm sao, văn khấn ngày nhập trạch như thế nào, hay chuẩn bị đồ lễ như thế nào, mâm cúng như thế nào, được trình bày rất rõ trong cái cuốn tài liệu, đó là cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia mà các cô chú chị xem dõi ở trên màn hình, và một số những cái hình ảnh trong cái tài liệu cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia này. Các cô chú chị hãy sở hữu cuốn này để mà có cái phương án ứng dụng một cách tốt nhất. Vậy thì các bước mà chúng ta thực hiện trong cái nghi lễ ngày nhập trạch như thế nào, nó cần được trải qua các bước sau. Bước thứ nhất đó là sau khi mà chúng ta có ngày nhập trạch rồi, thì chúng ta căn cứ để chúng ta thúc giục đội thợ làm cái tiến độ thi công nó thật tốt lên đúng không ạ. Và tất cả mọi thứ chúng ta cần phải hoàn thiện rồi, tức là trang trí sơn ve ngôi nhà chúng ta phải xong rồi. Và nếu chúng ta muốn chuyển đồ thì chúng ta hãy chuyển đồ trước, để chúng ta an vị tất cả mọi thứ, giường tủ rồi là cái vị trí mà treo bàn thờ hay là đặt ban thờ là chúng ta cũng phải có rồi đúng không ạ. Duy nhất chỉ một cái là chúng ta chưa có ngủ lại, chưa có sinh hoạt vợ chồng, cũng chưa có nổi lửa nấu nướng ở đấy thôi nhé. Tất cả mọi thứ chúng ta cần an vị vào đấy hết rồi, giường tủ rồi là ban thờ rồi là kệ bếp rồi là tủ bếp chúng ta đóng xong hết đi, nhưng chúng ta không có ở lại, chứ đâu rằng là lại lấy ngày đấy đi mà chuyển đồ thì về cơ bản là không có chính xác. Vậy thì đến cái ngày giờ nhập trạch thì chúng ta cần phải làm bước đầu tiên, đó là bước liên quan đến xông khí và tẩy uế.
Tại vì sao lại cần phải sông khí tẩy uế? Thì về cơ bản rằng là cái ngôi nhà là cái nơi mà chúng ta sinh sống, là cái nơi không gian sống của chúng ta, nó cần phải có cái sự hài hòa về thiên địa nhân, tức là nó phải có cái sự hấp thụ về thiên khí, địa khí và con người. Nhưng trong cái quá trình mình chúng ta xây dựng thì thợ thuyền thì rất nhiều, đúng không ạ? Mỗi người một tính, mỗi người một nét, và trong quá trình họ làm thì rất nhiều những cái khẩu ngôn khẩu ý mà họ nói ra thì đôi khi nó có cái gì, nó có tạp niệm thì dẫn đến là tạp khí. Do đó rằng cái ngày nhập trạch là ngày chúng ta cần phải nạp khí, và nạp ở đây là nạp vượng khí. Bởi vậy cho nên rằng là trước khi mà nạp vượng khí vào bát nhang thần linh gia tiên nhà mình á, là chúng ta cần phải là tẩy bỏ sạch những cái uế khí, tạp khí và trượt khí ở cái khu vực đó đi, bằng cách là chúng ta sử dụng cái bột trừ tà khai vận, chúng ta tiến hành là xông khí toàn bộ ngôi nhà, trong ngoài ngôi nhà nhé. Thì cái việc này thì trong cái hộp bột trừ tà khai vận cũng có hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra đội ngũ trợ lý cũng sẽ tư vấn đến các cô chú anh chị một cách kỹ càng hơn. Chúng ta sử dụng bột trừ tà khai vận với những thành phần như là trầm hương, rồi là đụ trầm, rồi bột trừ tà, gạo vàng thần tài để chúng ta xông toàn bộ sạch khí cho ngôi nhà chúng ta, tầng trên tầng dưới xông hết nha. Đó. Tiếp theo nữa đó là sau khi mà xông sạch khí ngôi nhà xong, chúng ta cần phải chuẩn bị đồ lễ, đúng không ạ? Đồ lễ như thế nào thì trong cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia cũng có trình bày rất rõ về mâm lễ chuẩn bị ra làm sao, đúng không ạ? Và mã chuẩn bị như thế nào thì các cô chú chị hoàn toàn có thể tham khảo trong cái sách văn khấn đấy. Không nhất thiết là phải chuẩn bị hết tất cả những cái vàng mã ở trong đó. Tuy nhiên đây là một trong những gợi ý, đúng không ạ? Một số gia đình bảo là tôi không cúng mặn, tôi cúng chay có được không, thì hoàn toàn được. Tôi theo đạo Thiên Chúa tôi không có cúng vàng mã nữa có được không, cũng hoàn toàn được luôn. Bởi vậy cho nên rằng là các cô chú chị căn cứ vào đấy là một trong những cái gợi ý, chứ không nhất thiết là phải tiên quyết làm theo, cũng tùy theo văn hóa địa phương, cũng tùy theo điều kiện kinh tế thực tế nhé, để chúng ta làm. Còn lại cái văn khấn thì chúng ta không cần sáng tạo, hãy khấn theo cái văn khấn nôm mà được trình bày trong cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia thầy Tam Nguyên đã biên soạn rồi, đúng không ạ? Thầy cùng với các thầy trong viện nghiên cứu bảo tồn phát triển văn hóa phương Đông đã nghiên cứu rất kỹ thông qua những tập tục thói quen của người dân Việt, làm thế nào để biên soạn ra một bài văn khấn nó có sự hài hòa và tốt nhất để đảm bảo những tiêu chí chính xác trong đạo giáo, trong đạo môn. Rồi, vậy thì cái việc mà chúng ta chuẩn bị đồ lễ xong rồi, đúng không ạ? Vậy thì bước tiếp theo đó chúng ta cần phải thực hiện cái việc đó là nghi thức an vị. Do đó bước quan trọng đó là chúng ta cần phải thực hiện đó là bốc bát nhang và an vị bát nhang vào cái vị trí ban thờ. Đối với một ngôi nhà thì thường chúng ta sẽ thờ có thể là một bát, đó là thờ chung tất cả bao gồm thần linh gia tiên và bà cô mãnh nhà mình, đúng không ạ? Hoặc chúng ta có thể là thờ ba bát, bao gồm là thần linh gia tiên và bà cô mãnh thờ riêng ra. Hoặc chúng ta cũng có thể là bốn bát, nhưng bốn bát ở đây lại được tách ra hai ban thờ, đó là ban thờ Phật chúng ta thờ riêng. Hoặc là bốn bát này thì bao gồm có ban thần linh gia tiên và ban thờ thần tài chúng ta thờ riêng ra, đúng không ạ? Cũng không có phải lo rằng là thế tổng nhà tôi bốn bát này thì số chẵn thì nó vào số tử thì nó không tốt, không phải như thế, đúng không ạ? Chúng ta tính số lẻ bát hương ở trên một ban thờ nhé. Do đó rằng là trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình không thờ hai bát, đúng không ạ? Hay là trên ban thờ thần tài thì cũng không có ai thờ hai bát cả. Rất nhiều người thờ ông thổ địa một bát, thờ thần tài một bát, cái đấy là sai. Trên một ban thờ chúng ta thờ số lẻ bát hương, tức là một bát hoặc là ba bát, và cũng không có thờ năm bát ở trên một ban thờ đâu nhé, cô chú chị nhé. Chú ý là chúng ta thờ đúng để mà phát huy được cái công hiệu liên quan đến tâm linh đúng nhé. Một bát thì chúng ta thờ tự chung, bao gồm cả thần linh gia tiên và bà cô mãnh thờ chung vào một bát. Thì thường là chung cư ban thờ nó nhỏ, không gian nhỏ, chúng ta thờ một bát, đúng không ạ? Hay những cặp vợ chồng mà trẻ mà chưa có chưa cần phải phụng sự cái việc thờ gia tiên tiền tổ nhà mình, bởi vì ông bà vẫn còn, các cụ vẫn còn, bố mẹ vẫn còn, vẫn thờ tự đấy, thì chúng ta chỉ thờ một bát thôi. Nhưng đối với những gia đình đặc biệt là con trưởng chẳng hạn, thì chúng ta có thể thờ ba bát ở trên một ban thờ, bao gồm bát ở giữa là bát thần linh, rồi bát gia tiên, rồi bát bà cô mãnh nhé. Thì trong cái bộ hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tây Nguyên cũng trình bày rất rõ liên quan đến cái cách mà không gian bố trí ban thờ như thế nào. Hoặc nếu như các cô chú chị quan tâm thì cũng có thể là gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý và xin cái bản bố trí không gian thờ tự theo cái lối ngũ sự hoặc tam sự nhé. Thì Phong Thủy Tây Nguyên cũng sẽ gửi miễn phí đến các cô chú chị cái phần thông tin này. Chúng ta nhớ là thờ một bát hoặc ba bát, còn nó tổng số bát thì dĩ nhiên là số ban thờ mà chẵn thì nó sẽ ra con số chẵn, số ban thờ mà lẻ thì sẽ ra số lẻ, đúng không ạ? Nhưng số bát hương trên một ban thờ thì nó phải là lẻ nhé, một bát hoặc ba bát thôi đó. Do đó rằng cái ngày này là ngày chúng ta cần phải bốc được bát hương, tức là làm cái nghi thức là nạp cốt cho bát hương, đúng không ạ? Và an vị bát hương lên trên ban thờ. Còn các bước quy trình trong việc bốc bát hương như nào thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên đã có video hướng dẫn rồi. Bao xài bát hương rồi tiến hành là nạp cốt, đổ cho, rồi là từng bước thực hiện như nào thì đã có video hướng dẫn. Hoặc là các cô chú chị cũng có thể đọc cái phần hướng dẫn đấy ở trong cái bộ cốt thất bảo mà trong cái bộ bốc bát hương mà chúng ta nhận được nha. Đấy. Khi mà chúng ta đã bốc bát hương xong thì việc chúng ta đó là cần phải an vị bát hương lên đúng ở vị trí, đúng không ạ? Bát hương của vị trí nào thì an vị vào đúng vị trí đấy, và sau đó thì tiến hành thực hiện các nghi thức tiếp theo. Nếu như một số gia đình mà trong cái quá trình làm nhà mà chúng ta chưa có cái công đoạn liên quan đến việc hoàn lo mạch thì chúng ta cần phải thực hiện cái bước số 3, đó chúng ta cần phải thực hiện cái nghi lễ, đó là nghi lễ hoàn lo mạch, đúng không ạ? Nghi lễ hoàn lo mạch này sẽ đi kèm bao gồm là vật phẩm
hay là pháp khí để mà thực hiện cái việc hoàn long mạch, tức là thực hiện vật lý ấy, bằng cách chúng ta trộn bột rồi pha nước rồi là thực hiện tại các cái vị trí trong ngôi nhà. Và cái thứ hai đó là cái liên quan đến văn khấn thực hiện, đó là cái bước số 3 là cái bước thực hiện lễ hoàn long mạch. Và nếu như gia đình nào mà đã thực hiện lễ hoàn long mạch ở trong cái quá trình chúng ta làm nhà rồi thì cái phần nhập trạch chúng ta không cần làm, mà chúng ta đi đến ngay cái bước tiếp theo, đó là thực hiện liên quan đến việc yết kiến gia tiên và yết kiến thần linh nhà mình. Thì cái văn khấn yết kiến thần linh gia tiên như thế nào thì cũng được trình bày rất rõ trong cái cuốn là cuốn nghi thức tại gia, cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia mà các cô chú chị nhìn thấy trên màn hình nhé. Thì hãy tham khảo những cái kiến thức này cũng như văn khấn này để hiện cách tốt nhất. Sau khi mà thực hiện cái phần nghi hướng dẫn phần nghi thức yết kiến gia tiên thần linh xong thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành là hóa vàng, rồi sau đó thì chúng ta làm cái lễ tạ nhé. Giờ chúng ta làm lễ tạ và sau đó thụ lộc, thế là xong. Và tính từ ngày đấy trở đi, trong bách nhật chúng ta lưu ý là luôn luôn thắp nhang để mà bát hương được ấm hương hỏa, và lưu tâm là hãy sử dụng gạo vàng thần tài để chiêu tài nạp phúc cho cái bát nhang nhà mình để thêm cái phần hương hỏa được ấm phần hơn, nhớ tăng cường thêm may mắn bình an cho gia đình. Và đặc biệt là sử dụng các loại hương thì cũng nên sử dụng hương sạch, tránh các loại hương hóa chất thì nó sẽ trở nên là không có tốt cho sức khỏe gia đình mình, đúng không ạ? Nghe thì cứ tưởng là Đức Trung quảng cáo, đúng không ạ? Nhưng Đức Trung đang hướng dẫn đến các cô chú chị những cái vật phẩm và những cái pháp khí quan trọng nhất và tốt nhất cho ngôi nhà của mình trong cái ngày lễ nhập trạch. Và thiếu những vật phẩm này thì gần như cái nghi lễ nhập trạch nó không có được đảm bảo 100% về cái nghi thức đúng. Và để mà chi tiết hơn thì hãy để đội ngũ trợ lý hướng dẫn đến các cô chú chị một cách tốt nhất và đến trực tiếp văn phòng để đội ngũ trợ lý từ thầy Tài Nguyên hướng dẫn chi tiết từng bước một. Tất cả những cái bước thực hiện liên quan đến nghi lễ nhập trạch như thế nào thì Phong Thủy Tài Nguyên và thầy Tài Nguyên đã biên soạn thành những văn bản cũng như là hướng dẫn chi tiết đầy đủ rồi. Và hãy căn cứ theo các cái bước này để mà chúng ta thực hiện cái việc nhập trạch cho ngôi nhà chúng ta để trở nên một cách tốt nhất. Và dĩ nhiên mà nói, nếu như chúng ta am hiểu một cách tường tận thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta thực hiện những nghi lễ này hoàn toàn là rất là dễ dàng, tránh cái việc là chúng ta lại phải lao tâm khổ tứ rồi là đi thuê thầy, thuê thợ, thuê thầy cúng, thầy má về. Đây là một trong những cái sai lầm rất lớn của các gia chủ, đó là em không biết em tự làm được không hay em phải thuê thầy. Đã khuyên rất rõ là gia chủ thực hiện được nhưng lại đi thuê thầy cúng về. Trong khi đó thì các cô chú chị đồng ý với Đức Trung đó là thầy cúng thì cũng có nhiều loại, và vốn dĩ là ông thầy cúng thì cũng không khác gì chúng ta cả, chẳng qua rằng là ông thầy cúng đấy thì có cái văn cúng, có cái khoa cúng và làm lâu thì thành quen, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng một điều chúng ta không thể nào biết rằng là tâm của ông thầy cúng đi như thế nào, đúng không ạ? Đức Trung và thầy Tăng Nguyên vẫn nói đùa đó, ngày hôm trước ông ấy vừa trượt lô xong là ngày hôm nay ông ấy đi bốc bát hương cho nhà anh chị thì làm sao mà tâm tịnh được, đúng không ạ? Bao nhiêu tạp niệm truyền dẫn vào đó thì làm sao mà tốt được, đúng không ạ? Thà rằng chúng ta tự làm để truyền những cái tâm ý tốt nhất và thành tâm nhất thì nó tốt hơn, chứ đừng có thuê thầy cúng, thuê má rồi là nghe đâu thì đưa về rồi có khi ông ấy trấn yểm trong ngôi nhà nó không có biết được, đúng không ạ? Do đó rằng là hãy ứng dụng phong thủy một cách khoa học và minh bạch để tâm chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Làm nhà là một cái quá trình mà chúng ta đã vất vả rồi, và chúng ta có những cái niềm vui, có những cái sự vất vả trong đó, thì cái ngày nhập trạch là cái ngày chúng ta cần phải bình an nhất, tâm tịnh nhất và mọi thứ phải hoan hỷ nhất, niềm vui từ đó được sinh sôi nảy nở ra, hòa hợp từ đó cũng được gia chung hòa hợp, tài lộc từ đó cũng được viên mãn hơn, sự nghiệp từ đấy cũng được tăng thu, thì điều đấy mới là điều mà bất cứ gia chủ nào mong muốn, và Đức Trung hay thầy Tam Nguyên hay Phong Thủy Tam Nguyên đều hướng đến mong muốn. Do đó rằng là những cái kiến thức mà Đức Trung hay thầy Tam Nguyên hay Phong Thủy Tam Nguyên chia sẻ đến các cô chú chị đều không ngoài cái mục đích đó là đơn giản và thuần thục hơn những cái kiến thức phong thủy và ứng dụng phong thủy vào thực tế cuộc sống một cách dễ dàng nhất. Và để chi tiết hơn thì chúng ta hãy nghiên cứu thông qua những tài liệu mà Phong Thủy Tam Nguyên đưa ra, những video mà Phong Thủy Tam Nguyên hướng dẫn, hoặc là đến trực tiếp văn phòng để đội ngũ trợ lý hướng dẫn đến các cô chú chị một cách tốt nhất nhé. Hãy gọi điện đến số 1900292 để được tư vấn kỹ càng hơn, hoặc lui đến địa chỉ tại Hà Nội là phòng 809 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là tại Thành phố Hồ Chí Minh là số 778-5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4 quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là tại Đà Nẵng là tòa nhà ACB tầng số 12, số 218 đường số 218 Phước Ninh, đúng không ạ? Phường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng ha, để được đội ngũ trợ lý tư vấn một cách kỹ càng hơn. Cũng như thông qua video này thì bất cứ câu hỏi nào thì hãy đặt ở dưới phần bình luận nhé, để đội ngũ trợ lý hãy tiếp nhận cũng như là trao đổi đến các cô chú chị một cách kỹ càng hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là chúc tất cả các cô chú chị đang chuẩn bị nhập trạch hay là đã nhập trạch thì có một cuộc sống thịnh vượng, gia chung hòa hợp cũng như là toàn gia an khang thịnh vượng ha. Chúc các cô chú chị có những cái sự bứt phá tốt hơn trong cái 6 tháng cuối năm của năm 2020 canh tí này. Hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào.